chia sẻ là một chuyện luôn, Dạ. bởi vì trong cái trường collect data mình đã mặc thì chỉ có những người Dạ. thành công mới được bảo mật cho participant, chứ không phải là để cho ta chỉ đạo không có gì đó. Có nghĩa là Raw data trước khi phân tích là mình không được gửi cho người ta, phải mã hóa hết và mình chỉ gửi kết quả phân tích luôn. Rồi con đã đọc như không, còn những cái trường hợp mà chúng ta làm thử nghiệm lâm sàng clinical trial là bắt buộc phải lên trang clinical trial đăng ký thì mới được, còn không mình nói tôi đăng ký thử nghiệm lâm sàng nhưng mà không có đăng ký giống như là làm PTMA, không có xuất thế. Tạp chí họ sẽ đi lên clinical trial tra cái nghiên cứu của mình, cái số nghiên cứu mình đăng ký, mục đích nghiên cứu, tài liệu nghiên cứu, các kiểu và cái protocol đã được thương như thế nào mình có hết. Cho nên Việt Nam mình thích các cái nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng hoàn toàn của người Việt Nam và đa phần hợp tác với quốc tế đã biết cách làm, họ đã đăng ký mà bị tại vì cái clinical trial là được 1 triệu đô chứ không phải mấy chục triệu như của mình, không phải mấy chục triệu đồng Việt Nam, nó là triệu triệu đô. Cho nên là những cái tập đoàn lớn họ phải làm clinical trial ở nhiều quốc gia khác nhau mà đăng ký là chọn tất cả những các nghiên cứu khác là trong giống cũng không được, bởi vì nó đã bao quanh, nó đăng ký nó giữ chọn rồi, mình có làm ra thì cũng tại không được có công bố. Cho nên tất cả các tiến học sẽ có database của những cái clinical trial của mình, nó chỉ còn chờ cái ông tác giả không hiểu vô nó là nó bật đèn ta uy tín mà ta đăng mà mừng chứ có gì đâu phải comment đúng không. Còn mình tại sao mà reviewer hay comment nhiều là bởi vì mình cũng có nổi tiếng, đề tài của mình cũng không có fan request, cũng như không có số đăng ký quốc tế là local thôi, đang bơi bơi đang nhận thấy bơi được ta bơi nhưng mà nó sẽ không đánh giá cao. Còn những nghiên cứu đa chúng ta mình nghiên cứu quốc tế số mà nó thực ra nó nhìn được cái ông giáo sư mà đứng đầu cái ông đó đang đầu ngành đó thì ông đó làm cái chẳng hạn cơ sở vật chất thiết bị của ông đang đầu ngành hết rồi thì ông nhiều được ông nhiều tiền rồi, và ông đó thì ông phải lo đến đầu tiên ông bảo vệ uy tín ông chứ đâu có gì đâu. Còn mình thấp bé cái tên mình chịu, cái mindset mình sẽ khác là mình từ xuất phát điểm của mình không có cao. Cho nên những cái mình hợp tác được với ai người ta là người ta trung tâm hay là quốc tế đó, thì mình được ké tên là cái tính dữ có nghĩa cái tên tin thôi. Tạp chí họ chỉ ghi nhận 2 vị trí thôi, first author với corresponding, nhưng chỉ có corresponding mới được tính object ID thôi, còn first author mới quan tâm. Thì first author bản chất cũng là người đi làm công hoặc là biết đi student, cái thằng mindset đầu tiên tới cuối cùng task chỉ định đầu tiên là, còn những người chính giữa là những người support. Cho nên đứng tên cho mọi người bạn xác định tên quê anh Minh ai mà khai tôi có nhiều bài báo mà đứng ở giữa không thì forget, cũng quan tâm không còn theo mà họ có biết cái gì đâu, họ chỉ là người làm thôi, người ta chỉ ghi nhận họ là người làm thôi chứ còn họ đâu phải là người chấp bút cho. First author là người chấp bút, last author là người chịu trách nhiệm trên cái đó được công trình cuối cùng, còn tất cả giữa không có ý kiến. Cho nên là muốn hỏi là hỏi nói xuân đi vào thì mình nắm rất rõ cái first author nhiều khi không đủ trình độ để giải thích. Cho nên tạp chí họ chỉ quan tâm ai là có tác đi không, tôi chỉ nói chuyện với người đó, tất cả các email các gì liên hệ với tác gì không, còn tất cả các tác khác thì vô mình quan tâm. Như vậy thì chúng ta học cái lớp này chỉ một thì chỉ first mới là mơ kiếm cái ông last là thằng trái chút ông hành tráng là trên kia hệ thống nó ghi chứ không phải là tự nhiên mình thấy ông hành tráng đâu. Hệ thống thứ ba đó không cập nhật cố gắng kiếm các mentor nước ngoài hành tráng như thế đỡ đầu dĩ nhiên nó cũng phải hay đấy, đỡ đầu là chuyện đỡ đầu nhưng mà không hay ông đâu có đỡ đầu cũng sẽ là người chịu trách nhiệm.
hoặc là các thầy cô đây thì cũng là giáo sư mà cũng có một cái kiến thức quốc tế, có nhiều công bố quốc tế thì mình chọn tại ta sợ cái là ông nào trong trong lĩnh vực đó ở level quốc tế này. Chứ đâu phải tự nhiên mình cứ chọn là chọn quốc tế thì mình được. Còn ai có câu hỏi gì nữa không? Thì tất cả những kiến thức này mình có thể đọc ở trên mạng, nó có sách luôn, hoặc là thậm chí mình vô từng cái tạp chí hướng dẫn chi tiết, nó yêu cầu là bản công chữ, các citation reference như thế nào, không thiếu gì hết, có cái là anh mình không đọc, không lời đọc anh nó hiểu gì đó nhưng mà không đọc, mà mình lấy cái kiến thức của cái việc mình công bố ở Việt Nam, hoặc là lấy cái kiến thức của cái tạp chí A áp cái tạp chí B thì tai đó là B, nó biết cái ai cũng bị luôn, có nghĩa là khi mình làm tạp chí A xong mình bị nó reject thì mình đem qua tạp chí B hơi đâu mình sửa là đọc vô quăng vô nó chửi vô một cặp, nó hỏi ủa mày có đọc instruction không, bên tao là abstract là nó có cấp chờ sao mày biết anh chứ, cuối cùng là cái như là lỗi của mình, cái nghĩa là mình ngon lắm rồi bị hoài cái gì để tập ra là mình nhiều chữ quá, người chuyên nộp cũng lời đấy chứ không phải người chưa bao giờ nộp, mà tại vì rõ ràng là thằng A nó mới reject mình thì nộp thằng mình chứ thôi đâu mình nó đúng không, cuối cùng bị hoài vậy, hay là mình quen được tạp chí tiếng Anh Mỹ rồi thì nhưng đừng tạp chí tiếng Anh cái là mình chết không nhớ, không nhớ đó là của UK thì đó là vai trò của người đưa, họ sẽ giúp mình ai có bản nháp rồi á mà mới có mentor free thì cứ nộp đi, họ sẽ comment cho nát nước luôn ok ha, nếu có câu hỏi nào mình dừng ở đây nha rồi.